Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu của các cửa hàng đại lý, doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo các sở ngành liên quan. Đoàn đến kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu 79 quốc lộ 39, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, công ty xăng dầu B12, tỉnh lộ 376, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, cửa hàng 95 quốc lộ 5, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hồng Hải, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hảo. Tại các điểm kiểm tra, đại diện doanh nghiệp chủ cửa hàng thông tin tình hình cung ứng xăng dầu trong những ngày qua với lãnh đạo tỉnh. Theo đó, trước sức nóng của tình hình xăng dầu trong nước, chi nhánh xăng dầu Hưng Yên cùng với doanh nghiệp đã khắc phục ngay tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ ở một số nơi và hiện đã đáp ứng đủ nhu cầu của nhân dân, doanh nghiệp. Cửa hàng công ty xăng dầu giáp danh với thủ đô Hà Nội, khu công nghiệp đã tăng cường nhân viên, tăng thời gian bán hàng để phục vụ nhu cầu của nhân dân. Kết quả kiểm tra cho thấy các cửa hàng đều hoạt động bình thường, chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và cam kết đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam động viên các cửa hàng, doanh nghiệp khắc phục khó khăn, cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp. Các đơn vị cung ứng xăng ở khu vực trọng điểm cần tăng thời gian bán hàng, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của nhân dân, bán đúng giá niêm yết. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ động nắm bắt tình hình nguồn cung xăng dầu của các doanh nghiệp, phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra giám sát hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu.